Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhau review. Chắc hẳn trong số các bạn đã rất nhiều người biết đến bo mạch Arduino. Đây và cũng không ít bạn đã gặp những trường hợp như trường hợp vừa rồi của mình, đấy là chúng ta nạp code xuống Arduino, mặc dù đã chọn đúng bo đúng cổng con, nhưng mà khi nạp code xuống thì đèn TXRX ở trên bo Arduino không nhấp nháy và chương trình của chúng ta thì bị treo như thế này. Thì lỗi của chúng ta đây là gì? Hôm nay nhóm review giới thiệu đến các bạn cách khắc phục những cái lỗi thường gặp khi làm việc với Arduino. Thì một số cái lỗi mà chúng ta thường gặp thì bao gồm có là những lỗi như là lỗi mất bootloader này, lỗi driver này, lỗi không nhận ra boot của chúng ta này. Thì đây như cái lỗi mình vừa gặp ở đây thì chúng ta sẽ thấy lỗi này là lỗi mất bootloader. Chúng ta sẽ thấy là đèn TXRX trên kit Arduino của chúng ta không nhấp nháy. Thì để khắc phục cái trường hợp này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đầu tiên các bạn cần chuẩn bị cho mình một mảnh nạp ESP. Đây, ở đây mình có một mảnh nạp ESP. Sau đó các bạn sẽ cần tìm cho mình cái chuẩn nạp ESP ở trên kit Arduino này. Đây các bạn thấy, ở đây chúng ta có một cổng nạp ESP ở đây. Đây các bạn thấy, đây chúng ta có một cổng nạp ESP ở đây. Thì chân của cổng này sẽ như sau. Chúng ta sẽ có chân 1 nằm ở vị trí này, là chân MISO này, chân 2 này, chân 3, chân 4, chân 5, chân 6. Đây các bạn có thể thấy nó tương ứng với cái sơ đồ chân mà đang ở trên màn hình của các bạn đây. Thì tương ứng chúng ta sẽ có các chân tương tự ở trên cái mảnh nạp ESP này. Ở đây các bạn có chân MOSI này, chân GZ này, chân SCK này. Đấy, chân MISO này, chân VCC này, chân đất này. Đấy, thì các bạn sẽ tiến hành cắm các chân tương ứng từ mảnh nạp ESP này. Đây các bạn có thể thấy đây chúng ta có dăm đựng đây, các bạn có thể dùng dây 40P 2 đầu cái để cắm từ mảnh nạp này của chúng ta sang đây. Đấy là việc kết nối. Còn cái file bootloader các bạn sẽ lấy ở đâu? Thì đây, như ở một video trước mà vì nhóm review đã thực hiện, đấy là video cách xuất file hack từ trình biến dịch IDE. Thì các bạn sẽ thực hiện tương tự như cái phần xuất file hack ở video trước mà nhóm review giới thiệu. Đây mình sẽ giới thiệu lại một chút. Các bạn sẽ vào phần đây, các bạn tích vào phần comlink này. Mục đích tích vào đây là để khi mà build code thì trình biến dịch IDE sẽ xuất luôn cả chúng ta, cả kèm theo file hack ra. Đây. Thì đây sau khi xong thì các bạn build code, các bạn check xong đúng không ạ, check chương trình không báo lỗi gì. Đấy. Thì đây, ở đây thì mình đã tạo một đường dẫn của cái file hack đến thư mục OE này, file hack này. Thì các bạn sẽ thấy sau khi build xong thì chúng ta sẽ có hai cái file ở đây. Chúng ta sẽ có một file là blink-ino.hack, được chưa, và một file ở đây là blink-ino.bootloader.hack. Thì các bạn sẽ chú ý cho mình file này, các bạn sẽ có file này ra màn hình. File này của chúng ta sẽ chính là cái file có chứa cả phần code blink và cả phần bootloader nạp kèm theo xuống khi mà chúng ta nạp code cho Arduino. Sau đấy các bạn sẽ tiến hành bật phần mềm mà sử dụng với mảnh nạp ESP này, đó là phần mềm ProGIP. Đây các bạn bật chương trình, được chưa? Ở đây các bạn sẽ chọn chip là chip Atmega 328. Rồi sau đấy chúng ta sẽ tiến hành kết nối mảnh nạp với kit của chúng ta. Thì ở đây mình đã có chuẩn bị sẵn một cái cáp như này để kết nối giữa mảnh nạp và kit. Đây như thế này, nối sau mình sẽ cắm xuống với kit. Đây, sau khi cắm xong thì các bạn tiến hành kết nối mảnh nạp của chúng ta với máy tính. Các bạn có thể quan sát sau khi cắm xong thì các bạn sẽ tiến hành fill bit cho chip Atmega 328 này. Thì ở đây các bạn có thể thấy mặc định của chúng ta là 62-9FF, thì các bạn sẽ tiến hành fill ở đây thành FF DA và FD. Rồi xong các bạn Y để ghi xuống, chúng ta check lại xem đã ghi rồi. Ok, ở đây đã ghi thành công. Sau đấy các bạn sẽ tiến hành vào load flash. Đây, các bạn sẽ link đến cái file vừa rồi. Đây, blink
ino-quick-bootloader.hex open. Rồi các bạn bấm auto để nạp xuống. Rồi các bạn đợi một chút, quá trình nạp chúng ta đang diễn ra. Đây các bạn có thể thấy, sau khi mình nạp bootloader thành công thì chúng ta có thể thấy đèn trên chân 13 sẽ nhấp nháy theo chu kỳ 1 giây đấy, tương ứng với cái code Blink mà mình đã nạp xuống. Và đồng thời khi nạp cái code xuống thì mình cũng đã có nạp kèm theo cả bootloader. Thì một số cái nguyên nhân dẫn đến cái việc mất bootloader đó là trình biến dịch IDE của chúng ta trong quá trình nạp thì sẽ nạp kèm xuống cả bootloader. Và nếu như trong quá trình nạp các bạn làm mất kết nối giữa kit Arduino của chúng ta với máy tính đấy, hoặc là do vấn đề gì đấy mà làm gián đoạn cái quá trình nạp của chúng ta, thì sẽ dẫn đến việc là trình biến dịch IDE chưa đẩy hết được cái phần bootloader xuống cho kit Arduino, thì khi lần sau các bạn cắm nạp lại sẽ không còn cái phần bootloader nữa và kit của chúng ta sẽ không thể giao tiếp với phần mềm IDE nữa. Đấy, đấy chính là cái nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái việc là mất bootloader ở trên kit Arduino. Đấy là phần thứ nhất về cái phần bootloader. Đấy, phần tiếp theo mà mình muốn lỗi tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến với các bạn, muốn hướng dẫn các bạn cách khắc phục, đấy là lỗi driver. Đấy, một số bạn khi mà sử dụng cái trình biến dịch IDE này thì là báo là máy tính của các bạn không nhận mạch. Đây bình thường thì máy mình khi đã cài đầy đủ driver thì nó sẽ nhận mạch của chúng ta như thế này. Đây các bạn vào driver, đây các bạn vào driver manager, các bạn chọn port. Đây chúng ta thấy máy tính của chúng ta nếu được cài driver đầy đủ, máy tính của chúng ta sẽ nhận là Arduino Uno, đúng không ạ? Nhận rõ ràng kit này là Arduino Uno. Các bạn thấy đây là sử dụng chip 16U2 thì máy tính của chúng ta sẽ nhận diện được nó là kit Uno. Đây nếu máy tính của các bạn mà không nhận được kit như này, và đây chúng ta có thể thấy là nếu như không có driver thì nó sẽ báo dấu chấm than ở đây, thì các bạn tiến hành như sau. Các bạn sẽ bấm chuột phải vào, các bạn update driver software. Đây xem, các bạn nhấn vào row my computer. Đây các bạn sẽ chỉ cái đường dẫn này đến cái file cài mặc định của Arduino. Đây là của mình là OC Arduino này, các bạn chọn driver này. Rồi xong các bạn ok, sau này các bạn nhấn next. Đây thì các bạn sẽ thấy máy tính của chúng ta sẽ tự động update cái driver từ cái thư mục cài đặt của trình biến dịch IDE. Đấy thì sau khi cài đặt xong các bạn sẽ thấy là máy tính của chúng ta sẽ nhận kit Uno này bình thường. Đấy, còn một số trường hợp khi các bạn cắm vào mà không thấy nhận cổng com ở đây, chúng ta sẽ không thấy nó hiện như này. Đấy, sẽ không thấy có thay đổi gì ở trong cái driver manager này, thì có thể là con chip 16U2 này của các bạn đã bị chết hoặc là mất chương trình ở trong này. Thì cái phần về con 16U2 này thì các bạn có thể liên hệ với bên đơn vị cung cấp để hỗ trợ các bạn về cái con 16U2 này. Đấy, tiếp theo một cái lỗi nữa mà các bạn cũng hay gặp, đấy là cái lỗi mà khi các bạn nạp chương trình xuống thì trình biến dịch IDE báo là không nhận ra bot của các bạn. Đấy, tức là nó không hiểu cái bot các bạn đang chọn là bot gì. Thì các bạn sẽ vào đây, các bạn vào bot này, các bạn vào bot manager này. Thì đây các bạn có thể thấy này, ở đây ngay đầu tiên các bạn sẽ thấy là đây chúng ta có một cái Arduino AVR bot ở đây. Trình biến dịch IDE chúng ta sẽ liên tục cập nhật các cái phiên bản mới theo như những cái bot mới ra trên thị trường mà trên trang chủ Arduino.cc có cập nhật. Thì ở đây nếu như mà một số bạn mà dùng ví dụ như ở đây mình đang dùng bản IDE là 1.6.13, đấy, một số bạn mà cập nhật cái bot này lên đến cái version cao nhất, tức là hiện tại đang là 1.6.17 tại thời điểm mình làm video này, đấy, thì có thể sẽ dẫn đến cái hiện tượng là nó không nhận ra cái bot của các bạn. Đấy, ví dụ đây mình sẽ update lên. Đây, sau khi đây báo insert complete thì mình sẽ tiến hành quit ra, mình sẽ mở lại cái IDE này. Các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có một số cái thay đổi như sau. Đây, ở đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ được cập nhật thêm một số cái bot Arduino mới, ví dụ như là cái này là Linino One, đấy, hoặc là
Arduino Uno Wi-Fi này. Đây, một số cái. Tức là khi các bạn tiến hành nâng cấp cái board này lên version mới nhất thì chỉ là cập nhật thêm những cái board mới mà hãng mới ra thôi. Đấy thì việc các bạn, nếu như các bạn có những cái board đấy thì các bạn mới cần nâng cấp lên. Còn nếu không thì các bạn không cần phải nâng cấp lên những bản mới nhất đấy. Những bản mới nhất đấy có thể là nó sẽ không tương thích với cái bản IDE các bạn đang dùng hiện tại và sẽ gây ra hiện tượng là lỗi không nhận được board của các bạn. Đấy. Thì theo mình hiện tại mình cảm thấy mà dùng ổn định nhất thì mình vẫn dùng là bản 1.6 IDE bản 1.6.13 đấy, và cái board ở đây thì mình sẽ cập nhật đến bản 1.6.15. Tại vì hiện tại ở thị trường của mình thì cũng không có những cái board mới để mà mình phải cập nhật những cái này lên đến mức mới nhất. Hoặc là nếu các bạn nếu trường hợp các bạn bị lỗi thì các bạn mới phải cập nhật những cái này thôi. Còn nếu như mà các bạn cập nhật lên với mới nhất mà của các bạn không bị lỗi thì các bạn có thể để và sử dụng. Đấy, còn nếu như mà ví dụ như các bạn cập nhật lên hoặc là chính biên trình IDE mà tự cập nhật lên sau đấy nó bị lỗi thì các bạn có thể vào đây và các bạn update lại những phiên bản cũ hơn. Đấy, lỗi của chúng ta sẽ được khắc phục. Đấy, ví dụ như ở đây mình sẽ để là 1.6.15. Trên đây là video giới thiệu về một số cái lỗi thường gặp khi sử dụng board Arduino. Mọi cái vấn đề về lỗi hoặc là những cái lỗi phát sinh mới thì các bạn có thể để lại ở bên dưới phần comment, nhóm review sẽ hỗ trợ các bạn. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.